được. Bây giờ lại đi quậy tiếp, tại vì nếu mà không có thuốc có bộ mà không bị gì thêm biết cả cuộc đời. Em về đi, trời ơi, khổ quá, cứ thèm quá, không biết làm gì, thấy không? Hôm nay lên tàu thì tàu gì á, tàu ăn cơm. Có thì chưa chắc gì được đây. Chú này nói là chú em nói là miền đất phù sa của miền Tây Nam Bộ, Cần Thơ nổi danh từ lâu rồi. Cho nghe cho ra dấu để biết là mình nói có được không hay là không có tiếng nói. Cho số một số hai được hoặc là nói rõ. Có như vậy mà có như vậy càng quét càng sơ càng thơ, để ngày mai 4 giờ sáng thì càng quét chợ nổi cái răng đó vậy. Anh Đức Quỳnh cho biết thì có nghe được tiếng nói không? Nó có những cái hoa mà xấu đẹp quá. Xe hơi dừng nặng chết nó dừng đủ. Bây giờ nó quá trời quá đó. Khoa một đàn lo sợ là bây giờ nó không có xe hơi hoặc là không bá chơi nữa. Đập quá, chặt xe cũng được rồi là. Thấy chưa? Thành phố xa hê, ở thành phố xe hơi trời chạy như mắc lưỡi vậy. Không phải có một tín hiệu là có nói được là không có trời không được tin chị. Ừ.
mọi người chỗ biết có âm thanh không trời, không ai trả lời cho trời vậy. Đang đi trên đại lộ Quang Trung nha. Có hai tài xế nó ngủ đây không vậy cơ? Tại vì nó đang đi đăng kiểm cái này mà chiều nay hai thằng nó đi. Có hai tài xế của xe nhà xuống đây để đi kiểm định xe của nhà. Có một Nguyễn Hàng Nga cho biết là cái tiếng nói có được Nguyễn Hàng Nga nắm thứ một và thứ gì cho biết để mà nói, chứ còn không là biết tưởng đâu là hello mọi người, người còn nghe không? Trần Ngọc Bích. Chào Lật Sử. Đêm nay là chắc là không ngủ rồi. Rượu mà như vậy nát Cần Thơ. Cài nát Cần Thơ, Cần Thơ thôi. Cũng rất là vui. Bởi vì biết thành phố thì những con hẻm nhỏ thì nó cũng giống là lá, giống như thành phố Hồ Chí Minh mình đó.
nhưng mà được cái đây nó yên tĩnh nghe rộng rãi, đường xa rộng rãi. Và đây những cái khu đó thấy rộng rãi ghê không? Bởi vậy đừng có tắt sao mấy ông già ở dưới quê mà lên nhà lên thành phố mà thăm con cái vậy đó. Từ ta không chịu ở thành phố, cái lý do là ở dưới này nó thoải mái hơn, thoáng mát hơn, mát mẻ hơn và tiện nghi đầy đủ hơn. Ở thành phố lên rồi có con cái đi làm, bỏ ra đi vô đi ra, cái gì đúng đúng rồi. Chào lật sử, dạo này bố cầm ăn chơi lắm rồi nha. Đúng rồi, có nghĩa là bố thì gần xuống đất rồi, ra còn ăn được chơi được thì cứ việc chơi. Có cái điều là mình biết kiềm chế cái gì mình cảm thấy mình làm được, hoặc là mình có cứ nói lên trong quê hương mình thì tốt rồi. Bố đây cũng là không phải là tiên phong đâu, nhưng không phải là người cuối cùng. Có nghĩa là cái gì quê hương mình đẹp thì mình yêu thôi, đơn giản vậy thôi. Ta yêu từ con cá, từ cọng rau muống, từ con cá rô, con cá sặc, từ cái gì người Việt mình là ta yêu hết á. Chứ không phải như ai kia, mà cái gì đó nó cũng chê, từ cọng rau muống, từ cọng hành, cọng hẹ, cái gì nó cũng chê, nó cũng chửi. Mà thấy tao ra tôi lưng ký rồi, về đây có 2 tháng trời mà tôi lưng mấy ký rồi. Mặt bữa nay tròn quay, đủ má không ai nhận ra chứ trời. Khổ vậy. Nè mày coi mặt tao nè, trời ơi, thấy không? Đó vậy đó. Có lịch sử, có thấy, có nghe tiếng lịch sử hay là nãy giờ tao nói giống như trăm vậy? Có lịch sử có. Thì nói chung là từ hồi nhỏ tới lớn thì chưa hề biết Cần Thơ là gì. Thì thằng em mới nói trời tưởng gì Cần Thơ thì dẫn đi tôi biết, biết từ nãy ngồi trên du thuyền. Rồi ngàn nổi, rồi tới cái gì đó, Bến Ninh Kiều, rồi đặt khách sạn, rồi bây giờ nó xách xe đi vòng vòng, có phố đi bộ, rồi những cái trung tâm mua sắm mà chợ đêm của Cần Thơ. Nói chung là cái gì mình chưa biết thì mới cứ tìm tòi thôi, để sau này có một lần chắc tới hỏi với bố biết Cần Thơ không, mình có đường mình trả lời, đã khá vậy. Chào Diệu Ngọc, chờ nhỏ con gái thương tôi kìa. Con sao rồi Diệu Ngọc? Đi em. Ờ, hay chưa, giờ em đi nè. Ok. Hồi nãy tôi hỏi 100 lần rồi mà chẳng có ai trả lời thương thợ. Con khỏe không? Có ai nghe tôi nói không? Hay là con tôi cũng tin mình sao, không ai biết hết. Nghe rõ không? À. Bà cố đang xuống ở Cần Thơ thì Diệu Ngọc. Rồi chào Diệu Ngọc. Thế nào có thể thân thương để chú đó là nó đem hốt cái tình thần nhiều nước như mình thân thương này nè. Mà nó cũng phải nè. Bởi vì người ta thì được có thân thương này. Mình biết vừa đủ là đủ. Giống như là anh không tham lam, anh không cố gắng quá sức mình. Rồi, bây giờ mới nghe lịch sử mới nói nghe rõ. Nghĩa là biết cái khả năng ở đâu, tâm sức của nó. Rồi. Còn cái thứ mà không làm mà nó đòi ăn hoài à. Giết cho mày, mày chấp nhận điều đó không? Đức. Giết cho mày nó không có chịu làm mà nó đòi ăn hoài, mày chịu không? Chứ nó cũng ăn làm báo lại để làm gì? Đủ khổ gì thêm à, thằng em tao là chủ doanh nghiệp nên ra nó nói gì cũng rõ ràng, cái thứ mà không làm mà đồ ăn là đủ. Trên đời này có một thứ nha, trong lòng ít tiếng cho con nhắm luôn, đó là em bán. Nghe nhỏ em tao nói, em tao nói ở trên đời thì có một thứ á mà nó ăn hoài nó không chịu trả, đó là cái gì? Và đó là ăn quán đó là đây là chủ doanh nghiệp nói đó nha, cho tao nói nha. Mà sao không thì đúng rồi, đúng rồi.
xã hội nào cũng tồn tại những cái phần tử như vậy, nhưng mà nó có cái gì xã hội Mỹ, xã hội Pháp, xã hội nhiều có thì nó là phụ dạng Pháp, nhưng mà nó không có lỗi người gặp đó, nó khổ vậy đó, mà nó hay lên dọc, nó hay lên dọc dạy đời là ghê, ra Pháp rồi cũng dạy đời. Lịch sử không phải đâu, đi xe hơi về tới Cần Thơ rồi thằng em tôi lấy xe ra chuyển đi chơi, trời ơi tao không có lái được đâu, người Cần Thơ sang thằng em vào một bác sĩ ra, tất nhiên là mình chưa biết mình hiểu mà đi khám qua thì tôi biết, bởi vì từ xưa tới giờ mỗi năm ngày 74 và 74 năm tôi không hề biết Cần Thơ. Có cái dịp đi Cần Thơ thằng em hy sinh, nó chở đi vòng 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 cái này chỉ có gì thì tổ cũng không biết trời ơi mày nghĩ sao vậy, đúng không, mà đi tới đâu hướng dẫn cho nó chỗ này đưa ra như thế nào, đó là con đường gì dễ dễ tìm tầm vậy. Yên tĩnh, hài hòa, không có chen, người thêm được. Bằng chứng hồi nãy nó hồi thật đậu, nó sẽ ra cái chuyện xong đó, yên, rồi, ổn. Và nếu cung đường ở thành phố Cần Thơ rất là đẹp, không có rác nha, sạch sẽ, ăn gì ăn được. Thành phố 4.0 à, thành phố Cần Thơ được mệnh danh là thành phố 4.0. 4.0 là cái gì? Là không rác nữa, không ăn xin, không này kia. À, rồi đi đến nào theo cái Đà Nẵng rồi. À, tất nhiên là nghe nói là thành phố Cần Thơ là thuộc về trung ương rồi, và thành phố đặt chỉ tiêu là 4.0, không ăn xin, không xử cái gì cả đấy. Không gì nói chung là tập tự an toàn xã hội thông minh rồi không được biết người ta ăn tự đâu được cứ khó sợ mà càng bọc ăn bọc mà chết việc làm người ta càng quái ta vẫn chưa từ bỏ được cái mắm tôm và áo nha mày. Không như ai kia lúc nào cũng còn thấy chúng ta thứ này rau ăn nhạc không nhìn hiểu, nói chung là cái gì xấu là bỏ hết gì mà tao là không chứng sống cả về hai tháng rồi nó sẽ thành nước của con heo. Con tao mất tự do, mất nhân quyền, đó, em tao mới, nó bắt tao đi chơi, nó bắt tao ăn, nó bắt tao làm việc, tao mất tự do, mất nhân quyền, mất đủ thứ gì đó, bắt, không cho nhà, không chi, trời bỏ đi. Con cầu đẹp quá, tôi tụi con cầu gì ta? Ồ làm tu thì dịch dễ hả? Đó đó, đặt nước vào đó. Dạ Cần Thơ của em đó. Cực kỳ chưa? Không như vậy thì làm gì có thể diễn ra nước Mỹ có cửa.
thấu thoát thì chạy dù dù là đi mà trải nghiệm rồi người ta để tập vào từng nhân họ từng thứ họ theo nó đi họ nó đi xong không hiểu chưa chưa. Bởi vậy ta nói một người khi tao nghe tao tiếp tao tao đưa những cái hình này mà là hiện trực tiếp á đừng có đưa thử tao mà đừng quá trời rồi mà ta ờ lâu quá chào mấy chưa nghe ơi anh đang ở Cần Thơ đây là thành phố Cần Thơ rất là đẹp rất là dễ thương đây. Quá trời luôn. Thấy chưa? Quý con ơi, quý phê đừng kẹo quý giữa nhau. Là anh có ra quý phê nữa mà. Có ai lên nói chuyện với anh không? Những người lên không? Chứ nào lên thì gửi yêu cầu. Anh nói chán quá. Ở đây thì gì vậy? Hả? Là ai vậy? Chắc là cái gì bước vậy hả? Đẹp 3D đó. À, không có gì đẹp 3D nữa hả? Trời. Ở đây nè. Ở đó thì mình dừng lại cho quay ở dưới đây. Đèn pha lê dừng trong lại y chang như con rắn biết gì đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa mọi người? Thấy chưa? Ủa mà 3D nữa trời ghê vậy trời. Đèn 3D luôn. À bình cơm đi nữa à. Bình cơm nữa là trời. Wow. Đây biết thành phố Mỹ đâu có mấy cái gì này ra trời. Thấy chưa? Thành phố Mỹ tập đêm còn có nhiều này. Đầu tư luôn nha.
thành phố Cần Thơ đưa những cung đường tại nơi mình có như thế các em con đường này đẹp không thể nào thực hiện được. Nghỉ rồi nãy mướn. Ok, vậy tạm dừng cái like nghe. Rồi.